Dự báo trong giai đoạn 2021-2025, dân số thành phố khoảng 10,25 triệu người, cần phát triển thêm khoảng 50 triệu mét vuông sàn nhà ở, tương đương khoảng 367.000 căn nhà. Qua đó nâng tỷ lệ diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố năm 2025 lên mức 23,5 mét vuông trên một người. Trong 5 năm tiếp theo từ 2026 đến 2030, khi dân số tăng lên 11,29 triệu người, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm khoảng 57,5 triệu mét vuông nhà ở để đáp ứng nhu cầu của người dân và nâng diện tích nhà ở bình quân đạt 26,5 mét vuông một người. Về loại hình nhà ở trong giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến phát triển thêm khoảng 40,7 triệu mét vuông nhà ở thấp tầng trong dự án, nhà ở riêng lẻ hộ gia đình và khoảng 9,3 triệu mét vuông chung cư cao tầng. Trong 5 năm tiếp theo sẽ xây dựng thêm 44,7 triệu mét vuông nhà ở thấp tầng trong dự án, nhà ở riêng lẻ hộ gia đình và khoảng 12,8 triệu mét vuông chung cư cao tầng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, phát triển nhà ở phải gắn với định hướng trước mắt và lâu dài, nghiên cứu, phân tích nhu cầu về cung cầu và thị trường bất động sản, các chính sách về an sinh xã hội phù hợp với định hướng phát triển không gian của thành phố, quy hoạch sử dụng đất và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Về giải pháp quy hoạch, phát triển quỹ đất trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch. Khi lập phê duyệt dự án nhà ở thương mại, khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Giải pháp về nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án sẽ tăng cường hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu cho các dự án phát triển đô thị, dự án nhà ở.